để công ty em bán tiếp Phú Thọ, xuống tiếp. Cho tao cái đó, cho sách cái này. Hết tiền trả lãi ngân hàng rồi. Trả thôi bán. Con nó. Bán một cái. Con cháu là nó. Con mới cháu. Mười mấy cháu. Hết cơ giản à? Vẫn còn một lúa công ty đó. Đấy. Tôi đi tất, lên đường tất. Cái xe đâu? Sao? Xe đâu? Xe đâu? Ôi giời. Đấy, tối nay nhà mình lại có đậu ăn rồi con. Chầm mãi. Được. Tôi thấp bé trong dưới. Ồ, của công ty thì giải quyết cho nó nhanh cho nó. Anh nào đi đường đấy cho nó giả. Ai có người ta đi đã. Đi gái này. Không. Nó không chớp hết. Đó. Bắt hết. Nếu một triệu xe này đi mua lại. Một triệu 900 gió là xe này. 900 à, 1 triệu chứ phải gì. Bây giờ bán 20.000 đi đâu. Đây. Cho vào trong này. Đây, cho mình phải vừa. Nhưng mà ai cứ lăn ra. Cứ lăn, nó tẩu rối lăn, cứ lăn. Nào nó đang nó lúc bảo nó không lăn thì mua. Mang xe tải với chú nhiều. Hồng đi thí. Cái này không có chỗ đấy rồi. Thế đi đâu hết? Chưa. Con Yên Thúy nó à? Ừ. Cái Yên Thúy này ngắn. Cho con cái bé con không? Đó, cái con mày con bé. Con cái bé ta được kia này. Những Yên Thúy không? Ừ. Ở nhà. Ôi giời ơi. Đấy, các bác mình cứ đi, cứ đi mua thì vài trăm nghìn. Thành thú bò.
khao tí nhỉ. Toàn hàng giải đi. Bắt đầu cứ cho vào hết một đồng hồ. Nhà đi hai con nào. Ôi chéo lên nhau rồi. Mua xe to vào. Xếp bằng cả vào cái người lái cả. Thì bây giờ vẫn còn mấy cháu làm nào. Cái lời này nó vướng cái lời rồi. Đây cái chú này. Cái chú này vẫn còn chú đó. Đừng có thằng này. Nó dầu gì à? Đâu trên nhánh sàn. Dầu cũ hả? Mới thì dầu mới nhất. Dầu mới làm gì? Tối hôm nay em dầu thay ô tô qua em mua can này. Em lấy cái đâu cũng bỏ mi yên thủy nó sàn. Dầu đủ rồi xì mẹ. Đâu mà em xếp được. Xếp lấy sao được? Rất rộng mà. Có đéo xe cái gì lắm giờ bật máy à? Ồ sao xe nóng vậy nhỉ? Bật. Ồ vẫn chưa tắt à? Xe thoải mái như này, thoải mái chỗ này ngoài như ngoài này. Ôi đứng ngoài như ngoài. Chết được gãy thôi. Gãy thì thôi à? Ủa, đây. Đấy. Em ngồi đâu hết rồi? Ngồi trên này thôi. Chào đón nhỏ nhỏ cho chào. Con đây đây. Trong khe nhỏ này để ra ngoài tí. Cái chỗ này nó bây giờ đi mua cũng bỏ ra, mới đi con xe tải. Thêm 3 con chậu nữa này. Đâu mà không? Hả? Bây giờ đi. Ủa cái yên thủy đấy trên kia thì không đế thì để đâu dạ được yên thủy mới lan nó không là cây à? Đây cho con chậu này. Còn cái kìa. Mang đây. Ôi. Được không? Đấy, được. Để ngay trên này. Thôi thôi. Mày xếp nào cả mày công nhá. Miễn tao lấy tiền xong rồi tao xong tao tao biết. Rồi, không quan tâm. Đây là cây đến tận nhà lấy rồi, không phải là ship. Kiếp kiếp, tự để mẹ hết. À đúng, chưa để em còn. Đi vào trong ạ. Đúng à. Nó muốn còn chậu nữa này. Đấy rồi. Đấy, bên này. Còn thì cái nhỏ bốn người ngồi đây thì co lên. Nếu ngồi đây được. Ngồi được. Thôi để xe đây tí. Không để cái. Hôm nay. Hả? Mua cái gì cái này hả? À? Ôi làm điếu lào đi. Ôi. Thôi ngồi đâu. Đẹp trai. À công. Đẹp trai ở Phúc Khẩu lắm. Phúc Khẩu lắm nhưng chưa lấy vợ. Chưa lấy vợ. Không nó bó trên bó tất dép này thu một chỗ à xong tú vào nhau. Mai, bỏ cua.